Thưa quý vị, tôi là một người đọc rất nhiều thơ, nhưng mà thú thật là tôi chưa bao giờ thuộc bài thơ nào cả. Có nhiều bài thơ mà tôi đọc hoài tôi chả hiểu cái bài thơ nó muốn nói gì. Nhưng mà có nhiều cái bài thơ tự nhiên tôi đọc và tôi cảm thấy rung động với lại người thi sĩ. Họ đã làm những cái lời thơ mà như một cái, như là một cái image, một cái hình ảnh rất đẹp. Mà một cái bài thơ đó mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay là bài thơ của chị Ông Thủy. Tôi vẫn còn nhớ hai câu thơ đó là: chỉ còn lại riêng em với giọt nắng vàng đang rơi nhẹ trên hàng cây im vắng. Tự nhiên mình đọc hai câu thơ đó mình thấy nó đúng là một cái image nó rất đẹp của một buổi thu, ánh nắng đang xuyên qua cành lá và chiếu sáng tới người con gái đang ngồi mơ mộng dưới hàng cây. Hôm nay bài thơ Em và nỗi nhớ khôn nguôi đã được phổ nhạc bởi Nguyễn Chính sẽ được trình bày qua giọng hát của Hiếu Thuận. Thưa quý vị, Hiếu Thuận. Vậy chắc em được qualify vô cái senior club này rồi. Vô Friday Club. Thank you.
qua đó, nơi mình vẫn hẹn hò mà chả thấy anh đâu. Em nhớ ngày xưa anh vẫn cứ lo âu, anh sợ tình mình chẳng bền lâu mãi mãi. Em khờ dại chẳng băn khoăn nghĩ ngợi, cứ lững lờ như gió thoảng mây bay. Để tình anh vượt ra khỏi tầm tay, rồi từ đó đời cách chia đôi ngã. Chiều hôm nay trời trong xanh xanh quá, nắng kali vẫn làm má em hồng. Trời mùa xuân mà em ngỡ mùa đông, sao em thấy lòng tràn đầy băng giá. Gió vườn tóc em bay mà sao nghe rất lạ, tưởng môi anh đang ghé xuống thật gần. Còn lại trong em chỉ những giọt nắng vàng đang rơi nhẹ trên hàng cây im vắng. Xung quanh em chiều nay sao quá lặng, chỉ mình em và nỗi nhớ hôn nguôi. Xung quanh em chiều nay sao quá lặng, chỉ mình em và nỗi nhớ. Xin giới thiệu tác giả Hồng Thủy.